Hãy xem xét bản chất thần thánh của bạn. Bạn là một tâm linh. Đôi chân này không dẫn bạn đến sự vinh hiển của Chúa, nhưng có một đôi chân khác. Đôi mắt này không dẫn bạn đến sự vinh hiển của Chúa, nhưng có một đôi mắt khác, đôi mắt đức tin mà thần tánh của bạn mang gánh. Nhưng còn con mắt vật lý này của bạn là do nhân tánh của bạn mang gánh. Những gì con mắt này nhìn thấy phải được kiểm tra lại bằng con mắt thiêng liêng, con mắt thần thánh, để nhìn biết những gì con mắt này nhìn thấy thật hay không. Bạn biết rằng con cặp mắt này không nhìn thấy mọi thứ. Bạn cần phải cầu nguyện, cầu xin ân điển của Chúa để giúp bạn nhìn thấy hiện thực. Điều mà bạn chỉ nhìn thấy là người ta đang khóc, nhưng để nhìn vượt ngoài tầm con mắt này, mà chúng ta gọi là thế giới tâm linh, không thuộc về thế giới của vật chất. Để nhìn điều đó là có khi bạn nhìn thấy cả thiên sứ, bạn sẽ nhìn thấy họ, bạn sẽ tự hỏi, à, tôi đang ở đâu đây? À, hãy nhìn người đàn ông này, không phải là ông ấy đang đứng nữa. Oh, yes. Những gì bạn đang nhìn thấy bây giờ chỉ là thân xác, nhưng có con người tâm linh ở đây bên cạnh tôi, ở đây, ở đây, ở đây. Quả thật tôi không chỉ có một mình. Thân xác này không thể đến thẳng với Chúa Giêsu được, không thể được. Qua con người tâm linh chúng ta chào Chúa Giêsu, Good morning, sir. Phải đi ngang qua người đó và từ người đó đến Chúa với Giêsu. Đây là lý do mà Kinh Thánh đã nói rằng bạn có thể làm được mọi sự. Tôi làm được mọi sự qua ai? Qua đấng ban sức năng lực cho tôi. Nếu sự kết nối của bạn sai chặt thì bạn không thể nhìn thấy được đấng Jesus Christ. Chúng ta là những người phục vụ Chúa thường phụ thuộc vào bàn tay này. Tôi cầu nguyện đụng chạm bạn, đụng chạm bạn, đụng chạm bạn. Không, sự đụng chạm của bạn không chữa lành người ta. Vậy thì những người được lành qua màn truyền hình ở nhà thì sao à? Làm sao ta có thể sờ đụng họ để họ được lành? Tĩnh tâm, suy gẫm lời Chúa và lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Sau đó, lời của Chúa sẽ kết nối với chính con người đó. Đó là ai? Đó là con người tâm linh của bạn. Sau khi nói với con người đó, thì chuyện gì xảy ra? Thì mọi sự sẽ rõ ràng. Bạn được tái sanh. Và khi lời Chúa chưa kết nối với tâm linh của bạn, thì nó chỉ tồn tại trong trí nhớ của bạn. Lời Chúa chỉ tồn tại trong trí nhớ của bạn. Trí nhớ, bạn biết không, cũng rất là quan trọng, nhưng nó phải nằm trong bộ phận chính, không thể thiếu được. Lời của Chúa chờ để giúp bạn chạy là năng lực giúp bạn vận hành, là động cơ chính của bạn, giống như máu là phần chính yếu trong cơ thể bạn. Cũng vậy, lời của Đức Chúa Trời cũng phải trở thành bộ phận chính yếu, giống như máu chạy trong cơ thể vậy. Bạn biết rằng máu không có nằm ở trong trí nhớ, bạn không giữ nó ở đó, nhưng nó nằm trong cơ thể. Mỗi khi bạn làm việc hay chạy, thì lời của Chúa Trời cũng giúp bạn chạy. Khi bạn gặp một người không hiểu lẽ thật, thì đừng có cãi với họ. Bất cứ cách gì bạn có thể giúp họ hiểu, thì hãy giúp họ, hãy làm. Nhưng đừng chống cự. Chúa Giêsu không bao giờ cho phép chúng ta đấu tranh cãi cọ với ai. Anh không tốt, không được. Đừng chống đối, đừng chống cự. Kỹ năng hiểu biết lẽ thật chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời. Từ Đức Chúa Trời mà thôi. Tuy nhiên, anh chị em không sống theo xác thịt, nhưng theo Đức Thánh Linh. Nếu quả thật Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong anh chị em, ai không có Đức Thánh Linh của Đấng Christ, người ấy không thuộc về Ngài. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể, your spirit, soul and body,
của anh chị em được giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta trở lại. Amen.